Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ninh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin mới nhất, nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Ngay sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Theo thông tin từ báo Nhân dân, may mắn sống sót sau vụ tai nạn cháy thảm khốc, anh JQT tên viết tắt 42 tuổi vẫn bàng hoàng sau cú liều cùng con nhảy từ tầng 3 xuống. Còn anh hiện đang nằm tại trung tâm nhi khoa. Theo lời kể của anh T, khoảng 23 giờ đêm 12 tháng 9, anh phát hiện cháy nên đã nhảy xuống tầng 1 hỗ trợ chữa cháy cùng mọi người. Tuy nhiên, ngọn lửa vẫn bùng lên không kiểm soát, bén nhanh lên cao nên anh gấp rút quay trở lại căn hộ của mình. Bảo con gái 9 tuổi, con trai 8 tuổi lên sân thượng, còn hai vợ chồng anh và con gái út 27 tháng tuổi ở trong phòng đã lôi hết chăn, giật rèm cửa ngâm nước, vừa bịt các khe cửa để ngăn khói và vặn thành dây thừng thả xuống dưới. Từ ban công phòng mình, anh chỉ nhìn thấy lối thoát hiểm duy nhất là mái tôn nhà tầng 2. Nhanh chóng, anh Tê vứt chăn xuống mái tôn, bế con 27 tháng nhảy xuống trước. Sự nhanh trí của anh đã giúp con gái út anh thoát nạn an toàn. Anh bị gãy tay, vợ anh nhảy sau bị gãy chân, đang cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn, Hà Nội. Tuy nhiên, anh Tê vẫn đang đầy lo lắng khi một đứa con của anh hiện chưa tìm thấy, đang được cấp cứu ở đâu. Một bé đang trong tinh thần hoảng loạn. Cũng may mắn sống sót, BQM tên viết tắt, sinh năm 1994, quê Hải Dương và cậu em trai đang nằm điều trị tại trung tâm cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai không khỏi bàng hoàng. Nhớ lại cái đêm cả tòa chung cư bốc cháy. M cho biết cậu và em trai thuê trọ tại chung cư này ở tầng 4 được hơn một năm. Khi xảy ra cháy, hai anh em quyết định nhảy từ tầng 4 xuống. Kết quả M bị đa chấn thương, em trai cũng chấn thương nặng, M nói. Nếu không nhảy, chắc giờ anh em chúng tôi không thể sống sót. Vietnamnet đưa tin, trong số hàng chục nạn nhân vụ cháy chung cư mini đang điều trị tại các cơ sở y tế Hà Nội, đến tối 13 tháng 9, nhiều ca đã qua cơn hoảng loạn về tinh thần nhưng vẫn rất mệt mỏi. Một số ca nguy kịch đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, chưa ghi nhận thêm ca tử vong tại các bệnh viện. Tiến sĩ Nguyễn Đình Phúc, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đống Đa cho hay, cơ sở này hiện chỉ có một bệnh nhân là nạn nhân vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ, Thanh Xuân, Hà Nội. Theo tiến sĩ Nguyễn Đình Phúc, bệnh nhân nữ, 29 tuổi, tiến triển tốt, không cần can thiệp, hỗ trợ hô hấp. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn giữ bệnh nhân điều trị trong khoa hồi sức tích cực để theo dõi và xử trí kịp thời nếu cần. Thầy thuốc tích cực động viên và chăm sóc, hỗ trợ toàn diện cho người phụ nữ này. Đồng thời miễn chi phí điều trị của bệnh nhân, hai yếu tố được quan tâm, theo dõi hàng đầu đối với ca bệnh là vấn đề sang chấn tâm lý và ngạt khí do khí CO ảnh hưởng đến vận chuyển oxy của hồng cầu. Bệnh viện Đa khoa Hà Đông tiếp nhận 4 nạn nhân trong vụ cháy, trong đó có hai bố con và hai anh em. Bác sĩ Đào Thiện Tiến, giám đốc bệnh viện cho hay, hai bố con quê Hải Dương đang điều trị tại khoa cấp cứu. Tình trạng có vẻ nặng hơn cả về vết thương bỏng, thương tích trên cơ thể, nhưng vẫn trong tầm kiểm soát. Thầy thuốc lo ngại nhiều hơn về vấn đề tinh thần, tâm lý của hai bố con. Bác sĩ cho biết, đến tối 13 tháng 9, vợ và một người con gái của bệnh nhân vẫn chưa xác định được tung tích, chưa loại trừ khả năng đã tử vong. Hai bố con bệnh nhân dù không còn hoảng loạn, nhưng người bố gần 50 tuổi suy sụp tinh thần, ngại giao tiếp, còn con trai khoảng 7-8 tuổi cũng bị ảnh hưởng tâm lý, ánh mắt thất thần. Với hai bệnh nhân chuyển vào khoa tim mạch, tình hình sức khỏe ổn hơn. Gia đình này có 3 người, gồm hai vợ chồng và một người em gái vợ sống tại chung cư mini bị cháy. Trong đó, người vợ đang điều trị ở Bệnh viện Bạch Mai, còn chồng và em gái vợ đang điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Hà Đông. Các vấn đề khó thở, rối loạn mạch như khi nhập viện đã được kiểm soát. Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Đông cũng cho biết bệnh viện tạo mọi điều kiện về thuốc men, chăm sóc, ăn uống, động viên tinh thần, miễn viện phí cho các bệnh nhân. Theo thông tin từ báo Tin Tức, vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào đêm 12 tháng 9 ở chung cư mini trên phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội đã lấy đi sinh mạng của 56 người, làm 37 người bị thương. Hỏa hoạn bùng phát tại chung cư mini ở số nhà 37, ngách 29/70, phố Khương Hạ, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Đây là ngôi nhà có diện tích khoảng 200m², xây cao tầng, có một lối thoát hiểm duy nhất, cũng là mặt tiền của ngôi nhà, lại nằm trong ngõ nhỏ. Chung cư mini này có khoảng 150 người sinh sống. Nhận được thông tin về vụ cháy, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, khẩn trương chữa cháy, thực hiện các phương án tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, đưa người bị nạn ra khỏi đám cháy. Sau 45 phút xảy ra hỏa hoạn, đám cháy cơ bản được khống chế. Nhưng vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ,
chỉ là một trong số hàng loạt vụ cháy chung cư mini ở Hà Nội thời gian qua. Có thể điểm lại như, vào tháng 3 năm 2023, cũng chính tại phường Khương Định, quận Thanh Xuân là vụ cháy chung cư mini số 315 Vũ Tông Phan, nơi có hơn 170 người đang sinh sống. Tháng 5 năm 2023, hỏa hoạn xảy ra tại tầng 3 của một chung cư mini trong ngách 20, ngõ 426, đường Láng, quận Đống Đa. Trước đó vào cuối tháng 10 năm 2020 là vụ cháy chung cư mini ở ngõ 132 Cầu Giấy, quận Cầu Giấy. Và cũng tại quận này, tháng 11 năm 2019, gần 8 tòa chung cư mini ở phố Trung Kính bốc cháy. Tại sao các chung cư mini ở Hà Nội thời gian qua lại liên tiếp xảy ra cháy nổ? Đi sâu vào tận gốc vấn đề có thể thấy, những năm gần đây, loại hình chung cư mini mọc như nấm sau mưa ở Hà Nội. Với diện tích nhỏ, mật độ dân cư đông, tại các chung cư này thường nằm sâu trong ngõ ngách ở các quận nội đô hoặc huyện ven đô với quy mô từ 5 đến 10 tầng và do tư nhân doanh nghiệp đầu tư. Hầu hết, các chủ đầu tư đều đưa ra lý do ban đầu là xin phép xây dựng dạng nhà để ở, rồi sau đó chuyển công năng, mục đích sử dụng cho thuê hoặc bán căn hộ. Điểm chung của các chung cư mini này là thường được cấp phép xây dựng 6 tầng hoặc 6 tầng rưỡi, nhưng đa số đều vượt tầng với lý lẽ của chủ đầu tư là vì như thế mới có lãi. Cũng vì chú trọng lợi nhuận kinh tế, các chủ đầu tư này đã cố gắng tận dụng tối đa quỹ đất, xây dựng chung cư mini cao nhất, nhiều phòng nhất, nên làm ít lối thoát hiểm, cơ sở vật chất phòng cháy chữa cháy, có nơi còn mang tính hình thức. Thế nên những chung cư mini này tiềm ẩn nguy cơ cao về cháy nổ. Trường hợp xảy ra hỏa hoạn ở dưới tầng 1, sự sống của số đông người dân phía trên chung cư sẽ bị đe dọa, gặp nguy hiểm. Và cũng bởi vì thế, những tồn tại nguy cơ tiềm ẩn về cháy nổ tại các chung cư mini đang ngày càng phổ biến, điển hình như ở quận Cầu Giấy, nơi có đến hơn 2.000 công trình dạng này. Qua các đợt kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy hay điều kiện kinh doanh, các công trình đều chưa được thẩm duyệt, nghiệm thu công trình, không lối thoát nạn thứ hai, không đầy đủ hệ thống chữa cháy. Đề cập đến tình hình này, tại phiên họp 26 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến cho biết, trong năm qua, các lực lượng của Bộ Công an đã quyết liệt kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy, nói chung ở các cơ sở kinh doanh, có điều kiện, cũng như cơ quan doanh nghiệp, thậm chí công an địa phương đình chỉ hoạt động của một số đơn vị không đảm bảo. Dù vậy, số liệu thống kê cho thấy còn trên 38.000 cơ sở chưa khắc phục được. Bộ Xây dựng mới đây đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc hiện có gần 40.000 công trình có tồn tại về phòng cháy chữa cháy, tích lũy qua nhiều năm với các tồn tại khác, không dễ để khắc phục. Những công trình này vi phạm nguyên tắc an toàn cơ bản như nhà nhiều tầng, tập trung đông người nhưng chỉ có một lối thoát nạn và nhiều tầng sử dụng thang hở. Trong trường hợp có cháy không kiểm soát, khói sẽ nhanh chóng lan theo thang hở và xâm chiếm vào các tầng, gây rủi ro cho người sử dụng công trình. Chính quyền thành phố Hà Nội sẽ tổ chức tổng kiểm tra, rà soát toàn bộ các cơ sở, nhà ở nhiều căn hộ, nhà cho thuê trọ trên địa bàn quản lý, đặc biệt là chung cư mini. Nhưng cũng lúc này, dư luận không chỉ đặt câu hỏi ai sẽ chịu trách nhiệm cho những hậu quả nói trên, vì sao những nguy hại về cháy nổ tại các chung cư mini đã được cảnh báo từ lâu nhưng chưa tháo gỡ giải quyết, làm thế nào để xử lý triệt để những tồn tại trên để ngăn chặn những thảm họa tương tự. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích tới tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại.